đây rồi anh em, phần mới là lát thì mình sẽ ghép hai video cho mọi người thành một video ấy mọi người, hơi dài một chút mong mọi người xem nha. Keo không?
Tối mới về mua. Không tối, cuối đi rồi. Chết cái thằng số 4 rồi, ngấu thì chết đó. Đánh thì đánh thì xuống chết luôn đi. Không sai mà. Cho xin bông keo. Không cho thì thôi. Ta kém cần xèo. Không cho thì thôi. Làm gì mà ngon ngủ gì thế nhỉ? Có bỏ bông keo mà làm gì mà cần thế. Buồn bòm thôi anh nhà mới, buồn bòm thôi anh nhìn đầu bỏ ra buồn bòm đưa tới cho anh tin cho mình tao buồn bòm cho anh rồi. Tao xin quả bom kẹo lưu đạn đi nha, tao xin quả bom kẹo quả lưu đạn đi nghe nó có quả lựu đạn và quả bom kẹo mà sao nó kỳ bò cái chín thế nhở. Bom của anh luôn á kìa. Hay hay quá anh này ạ. Đúng là hay quá trời ơi. Hay quá chứ lại. Đúng má con nên mua khẩu này không nhỉ? Làm gì phải xin vậy? Thôi bán khẩu này đối tác này. Hai khẩu này chơi combo thôi anh em ơi. Nếu mà theo ước tính của mình thì 30% là nó sẽ lên và mình sẽ chặt bông keo ở đây. Mình nói không sai mà. Tính xe rồi. Bố mình đi chơi về anh. Nhỏ tiếng một chút nào không. Đúng
để ốc này. Sao mà nó ngủ tối nhỉ?